Kính thưa quý vị, vấn đề tiếp theo liên quan đến Tổng thống Donald Trump và cái lũ gọi là Antifa cũng như là BLM, đó là Black Lives Matter, mà có lắm người Việt Nam thì là cái bọn lưu manh. Thế thì cái bọn gì đi nữa thì đây chúng ta cũng có một sự thật. Quý vị nhớ là Portland, sau cái đêm 25 tháng 5 mà tên cảnh sát da trắng đè cổ thành da đen bị chết và chúng nó nổi loạn, và nó biểu tình hàng đêm từ đó đến bây giờ. Kết quả là sao? Nó phá vỡ những cơ quan buôn bán, nó ăn cắp, nó trộm cắp và nó làm đủ hành đủ tội, và trong đó đa số là da trắng. Rồi nó tiến vào federal court, tòa án liên bang, để nó phá, nó đốt lửa, nó phá hàng rào. Nhưng mà không ngờ khi mà nó mở tấn công một cửa thì cửa mở ra và nhân viên an ninh của liên bang đi ra và bắt được 60 đứa. Chúng nó vỡ mặt, chúng nó chạy hết, chạy như chuột. Thế thì câu chuyện này để làm sao? Xảy ra cái gì? Cho đến bây giờ thì mọi người đều thấy đang lo tâm đúng. Nếu như không có những cái cảnh sát liên bang, những nhân viên của sở an ninh, gọi là an ninh nội chính, Homeland Security, thì giờ này cái bọn Antifa và cái bọn Black Lives Matter nó đã chiếm và nó phá tan cái tòa án liên bang. Câu số 2, cái bà Governor thống đốc là bà Kate Brown của tiểu bang Oregon, bà ấy nói rằng là chúng tôi phản đối Tổng thống Trump đã đưa lính, đã đưa cảnh sát vào trong cái thành phố Seattle, đó là một cái điều không chấp nhận được. Đưa vào Portland cũng không chấp nhận được. Dù Seattle hay Portland đó là việc địa phương để chúng tôi giải quyết. Bà ấy nói chuyện với ông Mike Pence, phó tổng thống, nói bằng câu: nhân viên liên bang chỉ bảo vệ tài sản của liên bang, còn họ cướp phá tiền tài sản của địa phương thì cái đó dân chúng đang kiện, các người phải lo trả nợ cho họ, liên bang không biết đến. Tại vì những cái tên gọi là governor cũng như là thị trưởng của mấy tiểu bang này đòi chính phủ phải giúp đỡ tiền vì dân chúng nó đang kiện vì cái bọn Black Lives Matter này đi cướp đi phá tiền, cũng như mới đây những người Việt Nam muốn bán ở thủ đô Washington cũng bị nó phá 6 tiền, quý vị nhớ. Nhà hàng cũng phá tan, bởi vì thị trường thủ đô bình đốn ra da đen và bao giờ. Thế thì bây giờ nó đòi chính phủ để giúp đỡ, chính phủ từ chối. Và bà Brown đã ra tuyên bố với lại báo chí rằng: ô, tôi đã nói chuyện với phó tổng thống Trump và liên lạc được với chính phủ liên bang, họ đồng ý sẽ rút hết người của liên bang ra. Thì ngay chiều hôm qua, ông phó tổng thống Trump nói rằng chúng ta chỉ rút ra khi nào chúng ta biết chắc là cái bọn lầm loạn khủng bố này nó không đánh phá và đốt trụ sở của chính phủ liên bang là tòa án liên bang. Mặc dù bây giờ những nhân viên an ninh của chính phủ liên bang chỉ lo bảo vệ từ cái hàng rào vào trong của tài sản của chính phủ liên bang, còn ở ngoài đường cái đó việc của địa phương, nhưng quân đội và những nhân viên về an ninh nội chính của liên bang vẫn còn ở tòa án liên bang để dẹp cái an ninh và giữ gìn, bởi vì chính quyền địa phương đã bất lực. Quý vị thấy chưa? Đảng Dân Chủ bây giờ đau khổ, một mặt muốn lấy làm cái bọn Antifa, muốn lấy làm cái bọn Black Lives Matter để làm gì? Để lấy phiếu. Bởi họ biết rằng bây giờ mất phiếu quá nhiều. Joe Biden bây giờ chỉ là một cái tên hề, chứ không phải là một chính trị gia nữa. Xong rồi cái câu chuyện của thằng con tham nhũng vẫn còn đó, đang bị điều tra. Bởi vậy cho nên Tổng thống Donald Trump còn được thành công một cái nữa, đó là theo lời tuyên bố của ông bác sĩ Robert Whitefield của cơ quan CDC. Bây giờ họ công nhận Tổng thống Donald Trump là đúng,
cái điều 3 tháng quý vị nhớ Donald Trump sau khi mà có cái tin là dịch Vũ Hán, và những người ở bên Âu Châu người ta dùng cái loại thuốc ký ninh để trị thành công. Ông nói ngay ở Hoa Kỳ chúng ta hãy dùng cái loại ký ninh rất thành công, và cá nhân ông cũng dùng ký ninh cho nên ông không bị lây nhiễm. Ngay cả ông Fauci là một người đi hai lần, lúc theo tàu cầu, lúc theo Donald Trump, nói với các cái báo chí rằng là mặc dù ông ta nói ồ cái thuốc bây giờ này chưa chắc đã có kết quả tốt, nhưng mà ký giả hỏi thế bây giờ bác sĩ mà bị bệnh thì bác sĩ dùng loại gì, tôi cũng dùng ký ninh. À thì đến giờ là tuyên bố của ông Westfield nói rằng là nếu chúng ta nghe lời tổng thống dùng cái loại thuốc ký ninh này ngay từ đầu cách đây 3-4 tháng thì chúng ta đã cứu được ít nhất 100.000 sinh mạng. Bởi vì cho đến giờ này tất cả những người dùng thuốc ký ninh đều chữa khỏi bệnh. Âu Châu, Đức, Pháp, Anh vẫn dùng thuốc ký ninh. Cho nên đây mới là cái điểm làm cho dân chúng mới thấy rằng Donald Trump là một con người đúng. Thì ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố chính phủ liên bang đã cho thêm 478 triệu lâu nay cho công ty mà Moderna, cho công ty GS với cái loại thuốc Remdesivir Moderna đang thí nghiệm thành công hai đoạn, đoạn 1, đoạn 2, bây giờ đã bắt đầu vô đoạn 3. Cái đoạn 3 này mà thành công cho 30.000 người thì đến phút đó chúng ta sản xuất hàng loạt. Và theo lời ông tổng giám đốc của Moderna cho biết vào khoảng được tháng 10 là chúng ta có thuốc. Cho nên Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã họp báo thủ đô Hoa Kỳ đốn. Ngài tuyên bố rằng tôi rất vui mừng để thông báo cho Hoa Kỳ và nhân loại biết chúng ta đã có thuốc chủng ngừa chữa được vaccine về cái con virus cung flu. Ông vẫn dùng những cái chữ cung flu. Báo chí đau khổ, đau khổ, đau khổ. Và ông nói rằng là nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp thì đến cuối tháng 12 chúng ta sẽ có ít nhất 10 triệu liều thuốc của chị vaccine của Moderna về bệnh và cái phù hợp. Thì phút đó nước Mỹ thừa dùng và sẽ viện trợ cho thế giới. Thì nếu quý vị thấy đến giờ này chúng ta đã trải qua từ tháng Giêng đến bây giờ rất nhiều công việc mà Tổng thống Donald Trump đã làm. Trước hết là ông cấm cái bọn di chuyển từ bên tàu qua, sau khi ông đã có bằng chứng của Bộ Y tế, của FBI biết là tàu cộng nó đã ngăn cấm người tàu không được ra khỏi Vũ Hán, nhưng mà nó thả 5 triệu người tàu đi cả thế giới, trong đó những người tàu mang quốc tịch Hoa Kỳ trở về Hoa Kỳ và đem bệnh. Vì vậy cho nên Tổng thống đã ra lệnh cấm từ mùng 1 tháng Giêng là các chuyến bay của tàu không được đến Mỹ. Rồi sau đó đến cuối tháng 2 ông lại cấm luôn cả những người ở bên Âu Châu là vì tàu cộng đi vòng. Lâu mà lưu manh không thấy. Nó đi vòng từ bên Vũ Hán qua bên Âu Châu rồi từ Âu Châu nó về Hoa Kỳ. Tổng thống cấm luôn. Rồi đến tháng 3 Tổng thống đã cho dùng cái loại gọi là Healing Community, gọi là đưa thêm 1 tỷ đô la để cho công ty về đây chơi video cái thuốc của GX, rồi công ty Moderna sản xuất. Và đến giờ này các loại thuốc đó đang tiến triển một cách vượt bậc và ra lệnh cho tất cả các cái công ty của Mỹ ở bên tàu rút về Hoa Kỳ sản xuất khẩu trang, sản xuất dụng cụ y tế để mà cho các bác sĩ y tá chữa bệnh. Vì thế cho đến giờ này nó mới không còn thiếu thốn. Quý vị nhớ hồi tháng 2 tên Andrew Cuomo, thống đốc của New York, nói rằng là y cần ít nhất 35.000 chiếc máy trợ thở, yêu cầu tổng thống giúp đỡ. Y cần hàng trăm ngàn ghế ở giường để chữa bệnh. Tổng thống đã cho hàng trăm triệu để mà qua xây những cái bệnh viện dã chiến. Tổng thống cho luôn cả một bệnh viện của hải quân đổ. Cuối cùng bệnh viện ở gần 2 tháng không có một người đến chữa. Và những cái bệnh viện dã chiến giờ này cũng có chống hoang. Cho nên cái điều này người ta lại thấy rằng là
Đảng Dân Chủ là lão quen. Bởi vì sao? Khi mà những người già nước sinh hôn bị bệnh đưa vào nhà thôn, thì ông Vương Quốc Hô ra lệnh phải trả họ lại những cái trung tâm người già. Cho nên cái bệnh lây lan nhiều và người già chết nhiều, chứ không phải sự thực là người già lấy bệnh. Từ đó cái con số người chết nó phóng đại lên ít nhất 4 cho đến 5 lần, có nhiều nơi nó phóng đến 40 lần. Người ta chết bệnh ung thư nó cũng cho vào Covid, người ta tự tử cũng cho vào Covid, người ta bị xe tai nạn chết cũng cho vào Covid. Đến giờ này chúng ta đã có bao nhiêu? 150.000 người bị chết vì dịch Vũ Hán, nhưng thật ra trong đó có khoảng chưa đầy 30.000 người. Kính thưa quý vị, là một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.